cái màu hồng này, màu hồng này nó hồi sinh nè. Và lúc trước tưởng là nghĩ là sẽ chết rồi đó, lúc không có đủ ánh nắng, lúc mùa đông lạnh quá không đủ ánh sáng. Cái màu vàng này cũng vậy nữa nè, đúng là cái này nó muốn chết rồi nè, muốn chết rồi nè, nó khô đen giờ nó này nó ra lại cái này rất là heo gì. Oh wow, nice. Yeah, ra cả đống mấy cái nhỏ 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 bên hướng này luôn ha. Cái này nó mới đã nè, see. Oh my god, bự như cái quạt vậy. From the top down, yep. Oh, I just saw something in here, mà trong này nhiều quá không thấy được nè. Cái này gì nè, đâu vậy ta? Where's that? From the white one. Show ra trong đây thì, oh, phóng bự ra tại đây nè. Tút xíu đây nhỏ xíu không thấy được. Nè. Oh. Nhỏ xíu mà vô trong đây mình thấy nó bự cho nên dễ thấy nè. Nè. Đâu gì? Cái vàng này cũng sống lại. Yeah. Ừ. Lâu ngày lắm rồi mình mùa đông mình giờ hầu như không có thời gian để ngắm cái cây này. Nó toàn ở nhà trồng chăm sóc không, bây giờ nhìn lại nè, cây nào nó cũng phát triển rất là đẹp, rất là tốt. Bên này mùa đông cho nên cũng hơi thiếu nắng. Trồng ở trong nhà gần cửa sổ thôi. Và mấy cái loại cây này thì nó cũng không có chịu ánh nắng trực tiếp được. Vậy cho nên để vậy. Một vài tuần tưới nước cho nó. Tưới nước một lần, bây giờ nhìn lại nè, nó phát triển quá trời, cây con. Quá trời cây con mọc ra nhìn đẹp, đầy đặn. Đây, còn cái cây này cũng vậy. Cây này từ đợt mình mua là nó trở thành nó giống như là chết luôn á, mình mua có mấy đồng à anh ha, mình mua nhiêu ta? Mua có 3 đồng bạc. 3 đồng bạc cái cây này thôi. Mà mình quên cái thời đó, không biết mình còn cái tấm hình đó không. Nó kêu là héo, brown. Anh tưởng là nó màu như vậy thôi. Cái cây đó mình đi tới cái garden người ta bán, người ta không có chăm sóc mà là rất là nắng, lúc nó mùa hè nữa, người ta bỏ nó hầu như là ở bên ngoài nắng quá. Nó gần như là chết luôn á, nó turn to màu brown mà nó rất là nhỏ. Anh tưởng nó màu là như vậy cho nên anh cái thấp. Cái lúc nó mua nó nhỏ bằng cái cây nhỏ này thôi, bằng cái cây baby này thôi nè. Cây nhỏ này thôi, cây con của nó thôi. Mà nó màu nâu đậm luôn á, giống như cái màu của cái part này á. Tưởng đâu là xám xám nữa, nó cái vân của nó không có show ra màu sáng trắng gì đâu. Nó cũng giống như màu sô cô la vậy á. Nó cái cây này ngộ quá. Cái màu lạ quá, trước giờ chưa có thấy, tưởng là hàng độc. Hàng lạ mà ai ngờ đâu là nó nắng dữ quá, nó chịu không nổi, nó muốn chết nên nó chuyển ra cái màu đó. Trở thành mình mua cái cây đó có 3 đồng. Trồng năm mấy 2 năm nay về nhà để chăm sóc thì nó nhìn nó đã dễ sợ luôn, nó mập. Thế nè. Healthy ghê luôn. Ở đây chuẩn bị có bông rồi nè. Thấy có cái nhỏ nhỏ này xòe ra, cái này là bông cái gì nè. Rồi có thêm cây con nữa. Cái cây này chắc tương lai nó cũng sẽ cao lớn lắm nè. Mình hồi lâu mua mình cũng quên cái hiệu tên này là cái cây gì đấy, để tìm hiểu lại. Giống như nha đam vậy, nhưng mà không phải nè. Cái loại này cũng gọi là cũng là giống của succulents ha. Cây này gọi là cây màu xanh. Cây màu xanh. Cây màu xanh đốm trắng. Cái này là hai vô một nè. Cái này chiếc nó qua bên cái trái này bình thường. Em phải trái chỉ này cái má nó là ai. Má nó còn không? Hay là anh cho rồi? Vẫn còn hả? Ok. Đây cái má của nó ở trong. Là cái cây variegate nửa vàng nửa màu xanh. Là cái cây má của cái trái hồi nãy, lấy chiếc ra. Bữa nay mùa đông bữa nay cũng có nắng chút xíu. Lúc trước rất là nhiều, chơi mấy năm rồi từ từ giờ còn lại đây rồi cho bớt người ta nè. Con chơi về kia kìa, chơi thân khác còn. Lâu ngày nhìn trái này nó dài lên giống Very healthy.
Nhiều nhiều ra nhiều baby khác. Đẹp. Một cái bông vàng này nè. Cái này em kêu là lotus á, giống như bông sen á. Airplane. Airplane mình cũng có bông qua nhiều lần. Vẫn còn cái LV, vẫn còn trên đó nè. Không thấy đường. Thì hôm nay mình sẽ đổ bánh khọt ăn. Bột pha sẵn hương xưa hiệu Mikko. Có thể làm bánh xèo và bánh khọt. Thì hôm nay với một cái gói bột như thế này thì cho vào đây 1 lít nước, một muỗng canh dầu ăn, ở đây thì mình làm trước một nửa thôi, tại vì nhà mình ít người á, mình làm nhiều quá mình ăn vậy mình cũng ngán. Khi mình ăn là mình sẽ pha và mình pha lại, pha thêm bột và mình đổ thôi, đổ thêm một ít hành vô đây. Một cà phê dầu ăn. Tôm của mình sẽ cho vào đây 1/2 muỗng cà phê bột nêm gà, 1/3 muỗng cà phê đường. Món này mình làm cũng rất là nhanh, lâu lâu mình ăn một lần thấy rất là ngon, rất là bắt. Lâu lâu đổi gia đình, đổi khẩu vị, đổi món ăn, đồ ăn Việt Nam, những cái món dân dã Việt Nam ở bên này thì hiếm thấy. Mình muốn ăn thì mình phải tự đi chợ mua về nhà, tự chế biến, tự nấu. Để mình thấy những người mà phụ nữ Việt Nam mà qua tới nước ngoài rất là giỏi về việc nấu ăn. Tại vì sao? Tại vì bên đây không phải nhiều cái chỗ mình ở đó, hoặc là những bạn khác ở ở xa những cái chợ quán Việt Nam, chứ không phải là chỗ nào cũng gần hết, tùy chỗ. Những người mà qua đây lâu ở những cái khu vực mà nhiều đông Việt Nam, hoặc là ở ngay trung tâm gần chợ đồ này kia thì dễ mua được những món đồ ăn Việt Nam dân dã Việt Nam, cái Việt Nam ăn. Còn như mình ở xa đó, ở xa khu Việt Nam á, thì không có những món này ăn đâu, mình phải tự làm thôi. Muốn ăn mình phải tự làm, tự mua về làm, về nấu ăn. Rồi giờ mình chuẩn bị bột đổ bánh. Và ở đây mình cũng cần dầu ăn. Cần dầu ăn món này cần dầu hơi nhiều, tại vì giống như chiên lên mà. Mình cho dầu vào. Món này mình đổ mình phải cần nhiều dầu. Xèo xèo. Cách này mình đổ mình thấy nó dễ hơn. Hơn là mình lấy cái muỗng mình đổ múc tôm vào trong giữa nè. Cái tôm vào giữa khuôn. Nè, cho nên mình cái tôm mình có một cắt ra thành một nửa thôi. Nếu mà mình làm nguyên con tôm á thì nó bự quá thì nó sẽ đổ tùm lum ra ngoài. Nó không có giữ trọn vẹn ở trong đó được, cho nên mình phải cắt cái tôm mình ra. Đậy nó lại chút. Là nước mắm, mình sử dụng nước mắm Nhĩ.
chanh. Mình nhập muỗng chanh cho thêm chanh. Ai mà thích ăn chua thì mình có thể thêm chanh. Mình cho 1.5 muỗng chanh. 1.5 muỗng chanh. Tỏi. Đây, rau của mình đây đã chuẩn bị sẵn. Mình ăn với salad nè. Đây có tí xíu rau mint, là rau bạc hà. Rồi đây là một chút rau gì? Diếp cá, rau diếp cá và rau răm. Rồi nếu mà mình đậy nắp thì mình phải thường xuyên thăm chừng ha. Có nước mình phải lau liền, đừng để nó nhiễu lại vô cái bánh của mình. Và thấy hơi hơi gì mình sẽ cho dầu ăn vô vòng vòng bên ngoài á, để cho nó cái bánh mình nó được giòn và nó được chóc. Dầu ăn vô xung quanh ở ngoài viền á. Cái bánh của mình ở đây nó đã chắc lên, nó chín rồi nè. Thì giờ mình lấy nó ra. Vì đổ về bánh nó cũng mỏng mỏng, nó không có rất là giòn, nó không có dày lắm, không dày bột lắm, mình không có ngán.